những ngày gần đây thì tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế diễn biến phức tạp. Liên tiếp nhiều ca bệnh được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Nguy cơ dịch lây lan càng hiện hữu khi mà một số cá nhân từ vùng dịch trở về địa phương chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Trong khi số lượng các ca mắc mới trong cộng đồng ở Thừa Thiên Huế đang tăng, hai trường hợp F0 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng không khai báo tạm trú trên địa bàn thành phố Huế đã khiến nguy cơ dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, dù các trường hợp này đã được phát hiện và đưa đi cách ly tập trung sau đó. Có thể thấy việc không chấp hành nghiêm quy định phòng dịch đã gây ra nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch của địa phương. Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền hiện là địa bàn dịch bệnh diễn biến phức tạp khi liên tiếp nhiều ngày xác định được hàng chục F0. Ban chỉ đạo xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Công dân về từ các tỉnh miền Nam giám sát chặt chẽ. Liên quan đến các ổ dịch mới trên địa bàn, mới đây tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện thêm chùm ca nghi nhiễm COVID trong một gia đình ở khu vực Cồn Hến thuộc phường Phì Dạ, thành phố Huế, khiến 5.000 người dân phải cách ly y tế. Nguồn gốc được cho là xuất phát từ tài xế xe tải chạy tuyến Huế, thành phố Hồ Chí Minh trong gia đình. Tính đến ngày 5 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có trên 1.200 ca F0, trong đó có hơn 5.700 người đang cách ly tại nơi lưu trú và gần 1.500 ca đang được giám sát, theo dõi chặt chẽ tại các cơ sở cách ly tập trung. Hiện nay, yếu tố dịch tễ của người dân vào cách ly tập trung tại T3, yếu tố rất phức tạp. Các huyện thị thành đưa lên toàn F1 cứng, do vậy có thể xảy ra những ca dương tính. Và sau khi phát hiện những ca dương tính, chúng tôi phối hợp với y tế của khung sẽ tiến hành tách phòng và chuyển tất cả các công dân đưa vào bệnh viện dã chiến. Từ thực tế trên cho thấy, nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu các địa phương không có các biện pháp giám sát chặt chẽ việc công dân trở về quê, đặc biệt là công tác khai báo y tế và khai báo tạm trú của những người thường xuyên đi về từ các vùng có dịch.